Em ZL18. Một dòng được rất nhiều anh em lựa chọn luôn. Một dòng máy được rất nhiều anh em lựa chọn luôn, ZL18 anh em nhé. Lầu ăn chẵn nhưng mà là 18 mã lực thôi. Ôi đẹp quá, ôi đẹp đấy nhờ. Con này đẹp nhờ. Xin chào anh em nhé, lại là kênh YouTube Máy Nông Nghiệp Hải Sơn đây. Ôi, ở video ngày hôm nay thì em xin phép được quay những em máy, tức là quay quá trình hạ những em máy, hạ những em hoa hậu ở bên Nhật Bản vừa mới về tại Hải Sơn cập bến ngày sáng hôm nay. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 anh em nhé, hôm nay là 9 tháng 5 này. Đây. Hôm nay thứ 3 ngày 9 tháng 5 này nhé. Hải Sơn cập bến hơn 10 em máy thì em sẽ quay quá trình gọi là hạ những em siêu phẩm này xuống anh em nhé. Thì ở lần công này ấy, người ta xếp phay với lốp ở ngoài, lát nữa em sẽ quay cận cảnh những cái phay, những cái quả lốp này. Thì nãy em đã trèo lên em xem rồi, là thì em thấy rằng là cái những cái lốp này cũng như những cái phay này đang rất là còn tinh tươm, đang rất là mới, cho nên là máy cũng sẽ rất là mới thôi. Còn chưa thấy em máy nào được lộ diện hết anh em ạ. Mình cùng nhau đón chờ đến cuối video anh em nhé. Anh em xem đến rồi cuối video xem là có em nào đẹp không nhá. Đây em sẽ quay sát lại phay và lốp cho anh em này. Không anh bảo anh em là bảo em nó xạo này, phay lốp nó tinh tươm lắm. Đây anh em, phay và lốp. Lần công này thì phay và lốp được xếp ngoài cùng. Phay lốp rất là tinh tươm. Thì em nghĩ rằng là máy nó cũng sẽ rất là tinh tươm thôi. Đấy. Lần này nó sẽ phay với lốp ngoài cùng nhỉ? Chưa thấy lộ diện em máy nào. Vâng, chào con lát, con quay nó từ video. Vâng. Bắt đầu sẽ hạ lốp với phay ra trước anh em. Ôi! Này! Tiến xe lên một tí. Tiến xe lên một tí, không có đèn cho vào xe đấy. Đầu tiên là mái. Không biết mái này là mái của em nào đây. Cẩn thận nha. Ghê quá.
rất nhiều bác ấy nên đến đây thấy phát trực tiếp là cái đến đây là chắc là em xin phép em tạm thời em dừng video ở đây. Lát nữa đến phần máy móc thì em sẽ quay rõ cho anh em nhé. Em sẽ qua tiếp tục quay ở phần máy móc nên anh em cứ chờ đợi xem hết video nhé. Ok. Hạ hết lốp với phay xuống. Hello anh em nhé. Như vậy là đã lộ diện những cái máy đầu tiên. Sau cái đống phay cũng như là đống lốp kia thì đầu tiên thì em thấy có ba em ở đây, trước mặt chúng ta đang có ba em. Em sẽ từng lần lượt từng em nhé. Đầu tiên là em GL260 và một em ZL118, một em Shibaura D28F. Thì những dòng này thực ra em phân tích một chút, GL260 thuộc dạng GL đời cao đấy, GL 3 số GL đời cao đấy. Còn ZL118 thì nó cũng chẳng khác gì L118 đâu. Thì em sẽ làm video phân tích sau. Mà và Shibaura D28F thì những em này đều là những em khá là đẹp anh em nhé. Em sẽ quay luôn cho cả nhà xem. Đầu tiên là em GL260. Đây GL260 anh em nhé. Chỉ có máy công Nhật Bản thì mới được những vẻ đẹp như thế này đây anh em ạ. ZL118 đằng kia khá là đẹp. Đây là Shibaura D28F. Rất là vất vả để hạ được những cái máy này xuống. Như cả nhà có thể thấy thì trong quá trình hạ xuống thì không thể nào mà tránh được cái sự xê xát. Đó là sự thực. Đây chúng ta thấy thêm được một con máy kia đấy là con GL23. GL23. Và hình như bên này cũng là một em GL nữa hay sao ấy. Đằng sau kia là GL23 kia. Công này thì được xếp lốp với phay ở ngoài cùng anh em. Rất là vất vả để hạ được xuống hết phay rồi lốp này nọ. Em đầu tiên được đưa ra là em GL260. GL260, không biết có anh em nào đặt gạch em này không thì để lại số điện thoại thì em kèm theo tên máy. Nếu như anh em ai có nhu cầu muốn lấy máy em nào thì anh em để lại số điện thoại kèm theo tên máy, bên em sẽ chủ động liên lạc với anh em nhé. Em hoa hậu đầu tiên được đưa xuống là em GL260. Thật sự quá trình hạ những cái máy này xuống công rất là vất vả, cũng như là bọn em cần trao chuốt rất là nhiều. Chỉ cần sai một ly nhỏ thôi thì nó đã có nhiều vấn đề nó xảy ra đấy anh em, không phải là muốn nâng như thế nào cũng nâng đấy. Đây đều là những anh em lâu năm, những anh em có tay nghề lâu năm ở trong ngành. Cái cầu này chắc là phay trước chứ không phải là của máy đâu anh em nhé. Anh em lại nhầm. GL260 này. Anh em nào đặt gạch thì bình luận tên máy kèm theo số điện thoại nhé. Em đầu tiên này. Đầu tiên em thứ hai được em hoa hậu thứ hai được đưa xuống chính là em Shibaura D28F nhá. Thì hôm trước không biết có bác nào hỏi em về có Shibaura 28 hay không thì đây, xin thưa đây,
Và cái dòng DF này thì được rất nhiều bác lựa chọn luôn, rất nhiều bác hỏi luôn mà ít. Đây bọn em đã nhập về cho các bác đây. Đẹp không? Đẹp không? Em thứ hai đi nhá cả nhà. Vibora đây, 28 mét đấy. Cả nhà xem là có những em máy nào cả nhà cần em quay chi tiết cận cảnh ấy. Thì chiều hôm nay sau khi đã lắp ráp lốp với vành các thứ vào thì em sẽ nổ máy lên cũng như là quay cận cảnh cho các bác thấy. Bây giờ em sẽ lướt qua những em máy được hạ xuống ở trong sáng hôm nay cũng như là cái quá trình bọn em hạ máy xuống, hạ máy bãi Nhật Bản anh em nhé. Vibora thì được dòng DF này các bác rất là hay, rất là hay chọn. Đi cùng bác tài xế này luôn rồi. Bác tài cho đi ghé nha. Quá nét luôn cả nhà ơi. Ôi em này mà rửa lên thì hết sảy luôn. Bụi bám ghê quá. Đây lát em em quay cho cả nhà xem cái máy luôn nhá, máy Nhật Bản luôn nhá. Nhiều bác bảo là ôi máy này làm gì phải máy của Nhật Bản, chắc gì đó phải là máy Nhật. Chứ thực ra bên Nhật cũng có nhiều cái nó buồn cười lắm cả nhà. Đây, trên đường xuống thì em sẽ đây, máy nó nằm ở chỗ kia anh em. Máy này chỉ có việc lắp ráp vào nó chạy được thôi. Đây máy đây em sẽ review một tí về máy này. Đây là máy của em GL260 thì không có vấn đề gì, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Máy này cực kỳ đẹp luôn. Ôi anh em nào mà đến sớm thì sẽ được cái máy này nhá. Còn đây cũng là cái máy Nhật Bản vừa mới hạ xuống hồi nãy anh em này. Anh em đây là chất liệu bạt đây. Đấy, cái này là người ta tự chế thôi. Đây cả nhà nhá. Đấy. Chứ không phải là hoàn toàn là không phải hoàn toàn cái gì, ví dụ như máy này nọ bên Nhật Bản là người ta cũng không phải ai người ta cũng làm cho đẹp được. Đây máy làm bằng bạt đây chứ không phải là ấy chứ. Bạt đây nhé cả nhà. Bạt đây. Nhìn nó công nhận là nó rất là buồn cười. Khá buồn cười đấy. Rồi ok. Mình quay lại và những em máy chuẩn bị được xuống á. Như vậy là đã xuống hai em. Như vậy đã xuống hai em. Một em GL260, một em D28F Vibora. Rồi ok cả nhà nhá. Đi lên nào. Là em ZL118. Một dòng được rất nhiều anh em lựa chọn luôn. Một dòng máy được rất nhiều anh em lựa chọn luôn, ZL118 anh em nhá. Lầu ăn chẵn nhưng mà là 18 mã lực thôi. Ôi đẹp quá này, ôi đẹp đấy nhờ. Con này đẹp nhỉ. Ôi con này tinh tường thế. Con này tinh tường quá cả nhà ơi. Quá hơn rồi nhờ. Đây là cái sáng. Không quá nắng không có mát nhưng mà nó hơi oi oi một tí rồi nhỉ. Đây bình thường quá, bình thường quá anh em.
L118 này. Cái của ai cách em này không? Em tin chắc là em này sẽ cập đến Hải Sơn cũng sẽ rời Hải Sơn rất là nhanh thôi. Wow, tinh tường quá. Đẹp quá. Đẹp quá nhỉ. Đẹp xuất sắc luôn. Không đùa đâu. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Ôi. Rồi em thứ ba. Đẹp quá cả nhà ơi, không biết nói sao luôn. Thật sự không biết nói sao. Dòng lầu ăn chặn 18 mã được. Quay qua một con này một tí. Đây cái dòng của anh em rất là thực sự khoảng rất là nhiều. Ui, em qua qua một lát con này và em rửa hát nha. Không khác gì mẹ 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 cho nó vào đây gì không nhỉ? Xuất sắc thật đấy. Ui. Bên nào đặt cọc em này xước em để giá mềm luôn. Em này chạy 700 giờ thôi. Đây vừa mới xuống không Nhật Bản nhá. Không có chỉnh sửa gì đâu anh em này. Ok ngư. Trực tiếp luôn này. 700 giờ nhá. 773 giờ anh em này. 773 giờ. Ôi ôi, siêu phẩm luôn. Dòng lầu ăn chặn tạm lắm rồi, chân nó một chút nha anh em, ngó qua một chút mày móc. Uầy quá bất ngờ luôn. Chúng ta chạy 700 giờ thì như thế này thì cũng là điều đương nhiên thôi. Đây là bụi bụi bám nhá, con này em nói thật rửa lên thì các bác không thể nhận ra được là máy bãi đâu, không chắc là không khác gì máy mới đâu anh em. Nước sơn vẫn còn bóng quá này. Cái này là, thật sự là chưa có claim mỏ lết động vào, động chạm vào đâu anh em này. Ai đặt cọc thì để số điện thoại kèm tên máy là ZL118 thì em sẽ để giá mềm cho anh em nếu như anh em xem được cái video này nhé. Ok. Cùng tiến lên cái em. Tiến lên những em máy còn lại ở trên kia nhé. Rồi, em này thì em sẽ quay cận cảnh lại sau. Ok. Tiếp theo là em GL25 anh em nhé. Em này cũng rất là tinh tươm, thật sự luôn. Hôm nay về em nào cũng đẹp. Mà nãy giờ em kết nhất vẫn là em rất là ZL118 kia. Ai lấy được con đấy thì quá là sướng luôn. Quá tuyệt luôn. Giá cả rất là yêu thương, máy móc thì ôi miễn bàn. ZL118 hồi nãy đây anh em. Em thứ tư là em GL25 này. GL25. Đây anh em nhé.
GL25. Em thứ tư là em GL25. Mình xem chuẩn đi ra tiếp em gì đây. Lần này về hai con Sikora. Thật sự là trong này thì em không biết là về những con nào nữa. Cũng rất là háo hức anh em ạ. Anh em cùng nhau xem đến hết cuối video để xem những cái máy còn lại có những cái máy nào đẹp hay không, nhanh lắm. Đây, còn em nữa là em GL27 anh em nhé. Như vậy là chúng ta đã có 3 em GL này, GL260 này, GL25 và GL27 này. Quá anh em ơi, anh em nhớ nhá, anh em có nhu cầu muốn xem cận cảnh hoặc là nổ máy các thứ em nào thì anh em để lại phần bình luận bên dưới thì em sẽ quay riêng chi tiết cái em đấy cho anh em. Máy thì cái máy Nhật Bản này rất là nặng luôn anh em ạ, cực kỳ nặng luôn nhé. GL27 Zanna không phải Simora anh em ạ. Em nhìn nhầm. Zanna FX26 nhá. Zanna FX26 d này. À sau này là một em GL32 ở đây, là đây là em GL32 này. Đang tiến hành cho ra em FX26 anh em ạ. Uầy, lốp mới thế nhờ. Lốp mới quá anh em ơi. Cũng vất vả, quá trình hạ xuống không cũng rất là vất vả. Không có được những cái phương tiện nó hiện đại. Rất là vất vả luôn anh em. Phải cẩn thận từng chi tiết. Uầy, lốp em đây là lốp của em GL27 anh em nhé. Lốp của GL27 này, đẹp không? Con này đẹp. GL27, lốp em GL27 anh em nhé. Đẹp quá. Mới đầu lốp này, anh kết kéo gì ạ? Lốp mới tinh luôn rồi. Lốp mới tinh tươm rồi anh em ạ. Đang chuẩn bị cho ra em FX26 này. FX26D nhé. Con này có súc lật à? Cắt ra đây mất quả.
cực kỳ nóng luôn anh em nhé. Mùa hè ở trong này cực kỳ nóng luôn. Đây, ở đây có thêm một em trước mặt anh em, đây là em L120 anh em nhé. Trước mặt anh em đây là em L120 này. Ngó qua thì nhìn rất là đẹp luôn. Ngó qua thì khá là đẹp đấy. Xuống xong em FX này thì sẽ xuống em L120 kia. Bây giờ tôi xuống em FX26 đã. Ok. Xong này cực kỳ nóng luôn anh em nhé. Lâu đấy ra. Có cái gì đằng sau ấy? Mái. Không biết nó có vướng không? Có mái che vào không được, phải vào rồi. Mái che nó không, có mái che cái ta. Không phải đây. Đứng đây. Đứng đâu sao à? Thôi chắc là em phải tránh đường thì thôi. Em chắc phải đi ra để cho rảnh nốt cho các anh ra máy thôi. Khi nào ra đến đây thì em sẽ quay về nhà nhé. Đây, em FX 26 đã ra được rồi. Cuối cùng em nó cũng đã chịu ra. Đồ Nhật Bản đây anh em nhé. Liêm Nhật Bản đây. Đồ Nhật Bản này. Đôi khi người dân người ta để luôn ở trên máy. Xuống phải không nhỉ? Dưới kia bao nhiêu máy rồi? Đây em thứ 6 hạ xuống này anh em ạ. 6 em hạ xuống. Tiếp theo là em L120 anh em nhé. Em này cũng đẹp không kém gì, em rất L1 này. 18 rồi này. Ôi đẹp quá. Wow. Chân 400 giờ tức là đang ở ngưỡng 3-4. Đang ở ngưỡng 3-400 giờ. Đang ở ngưỡng 3-4. Ui, đẹp thế. Đang một cầu anh ạ. Ui, đẹp quá anh em ơi, quá tinh tương luôn. Đầu ăn 20 một cầu anh em nhé. Đây. Xuất sắc luôn. Ui, em này còn đẹp hơn em rất là quá. 18 hồi nãy rồi anh em ơi. Tiếp theo là em ZL1285 anh em nhé. Em này cũng rất là mới này. Ui. Con này 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 em nào cũng mới hết anh em ạ. Nó tinh tương luôn. Con này chạy được 885 giờ anh em. 885 giờ đấy. ZL1285 8.800. ZL1285. Phải nói là đẹp. Ừ.
Tiếp theo chắc là sẽ ra con GL. Cả nhà đón xem nhé. GL32 anh em nhé. GL32 này. Lần đầu tiên em quay quá trình hạ công chúng em Nhật Bản đấy. Chắc chắn rằng là quay ở trong kia còn mấy em khá là đẹp. Cả nhà xem hết video để đón xem nhé. Biết đâu cả nhà lại lựa chọn được một em máy mà cả nhà đang có ý định mua. Một em máy đẹp luôn đấy. Tiếp theo lại là một em Shimura nữa nha anh em. Shimura D265F. Lần này đã về được những em Shimura lớn hơn rồi. Shimura D26F. Hello anh em nhé. Như vậy là quá trình hạ một công gồm mười mấy con máy đã hoàn thành, đã xong. Như trước mắt anh em đây là con em FX285. Thì mình cùng đi lướt qua một lần nữa về các em máy vừa mới hạ xuống nhé. Thì nếu như anh em có nhu cầu muốn lấy máy nào thì để lại phần bình luận bên dưới là tên máy kèm theo số điện thoại của anh em thì bên em sẽ chủ động liên hệ cho anh em nhé. Đầu tiên hồi nãy là một em FX285 rồi. Tiếp theo là thứ hai là em Isuki TL29. Đây, mình điểm qua một lượt nhé. ZL1285 này. ZL1285 là 3 này. Thứ tư là Shibaura D265F này. Đấy. Thứ năm là GL32 này. Kubota GL32 này. Đấy. Thứ sáu là ZL1285 này. ZL1285 anh em nhé. Đây, em này chạy 885 giờ. Có trợ lực lái anh em nhé. Đấy. Thứ bảy là em L120 đang chạm ngưỡng 400 giờ, chưa lên 400 giờ, giữa 3 với 400 giờ. Đấy. Đẹp không cả nhà? L120 em này một cầu như cả nhà, một cầu này đẹp không? Đấy. Một cầu L120 một cầu. Dương máy móc những em này thì không phải bàn nữa, không phải bàn cãi nữa. Thứ 8 là FX260. Thứ 9 là Shibaura D28F này. Shibaura D28F anh em nhé. Thứ 9 là em GL260, là cái em ra đầu tiên đấy. GL260 GL đời cao đấy. Thì cách phân biệt GL đời cao để thấp thì nó rất là đơn giản đấy. GL 3 số này. Ví dụ GL26 nó sẽ đời nó sẽ thấp hơn so với GL260 anh em nhé. Đời nó sẽ thấp hơn. Con này đời cao hơn GL26.
thứ 10 là em GL27 này. GL27 đây. Đấy. 11 là em GL25. 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 Đây. Đây. Máy móc này. Tất cả những cái máy vừa mới xuống ở công này, máy móc cực đẹp luôn anh em, không cần phải, không phải phải bàn cãi một cái gì nữa. Đây em sẽ lau qua cái bụi nhá. Ở đây là bụi bẩn này, bởi vì là không có cái khoang máy nào bẩn như khoang máy của máy cày đâu. Bụi bẩn là chuyện hết sức bình thường luôn đấy. Đây soi rất là kỹ ra anh em. Đây. Cuối cùng là em rất là Z18 thì em thấy em này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Thì trong dàn máy này em thật sự là ở công xuống ngày hôm nay thì em rất là kết, em cũng rất là Z18 này. Với em L20 kia, với em một số ML này nữa, em rất là kết này. Đấy. Em này mới chạy được 773 giờ. Máy móc thì em cũng đã soi cho các bác hồi nãy rồi, em sẽ không soi lại nữa. Đấy. Và em xin nhắc lại một lần nữa, nếu như anh em ai mà có nhu cầu muốn mua em máy nào ở công ngày hôm nay xuống thì các bác vui lòng để lại phần bình luận bên dưới là tên máy cộng với số điện thoại. Đấy, thì em sẽ chủ động liên hệ cho các bác, em báo giá cho các bác. Nếu như các bác thấy giá cả phải chăng, máy móc ngon ok thì các bác mua. Đấy. Thì dĩ nhiên là những cái máy này giá cả rất là phải chăng này. Vừa mới xuống thật sự rất là mệt luôn anh em ạ. Xuống những em cũng tâm sự luôn là đây là cái video lần đầu tiên em quay quá trình bọn em xuống công máy. Thì nói chung là trước đây em chưa bao giờ em quay công quá trình xuống công máy lên YouTube cho cả nhà xem. Và trong cái quá trình quay thì em có gọi là một số công đoạn em không thể quay được cho các bác, ví dụ như ở trong công thì không thể cầm điện thoại quay được cho các bác, cũng như là em cũng phải làm một số việc nữa, cho nên là em sẽ lược bỏ những phần đấy đi mà chỉ quay đến những phần chính, tức là cái phần các bác quan tâm nhất đấy là phần máy móc. Đấy, phần máy móc. Và cả nhà nếu như cảm thấy yêu quý Hải Sơn ấy, thì hãy để lại một phần bình luận cũng như là đăng ký chia sẻ video này cho anh em bà con rộng rãi nhìn thấy. Đấy. Em sợ tạm biệt cả nhà nhé, đến tầm này thực sự rất là mệt rồi và rất muốn ăn cơm. Bây giờ là gần, bây giờ là 12:30 rồi, 1:00 rồi anh em nhé, 1:00 rồi cả nhà. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà nhé. Nếu như cả nhà còn có thắc mắc gì thì xin để lại phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video.